Chào các bạn ạ, hôm nay là thứ tư ngày 21 tháng 8 để có một vài thông tin cập nhật gửi đến với các bạn. Trước tiên gửi đến với các bạn về tình hình đấu giá đất ở huyện Hoài Đức. Mới đây ngày 19 tháng 8, huyện Hoài Đức đã đấu giá 19 lô đất ở thôn Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức. Khu này là nó nằm ở gần đường Vành Đai 4 và nó sát cái khu dân cư hiện hữu luôn. Và nói rằng rất lâu lắm rồi, chúng ta mới chứng kiến một cái đợt đấu giá mà người dân phải thức xuyên đêm. Cơ quan nhà nước cũng phải làm xuyên đêm để cung cấp thông tin cho bà con. Lịch sử đó các bạn. 19 lô đất này giá khởi điểm trung bình là 7,3 triệu một mét vuông. Nhưng sau 7 vòng đấu, giá trúng lên đến là trên 10 lần. Có một cái lô đặc biệt là trúng đấu giá lên đến 17 lần. Không thể tưởng tượng được các bạn. Chưa bao giờ mà chúng ta chứng kiến một cái phiên đấu giá mà nó kéo dài. Kéo dài đến 7 vòng đấu. Và cái giá trúng đấu giá nó rất là cao. Từ 4-5 giờ sáng là rất là nhiều nhà đầu tư từ khắp nơi đã đổ về nhà thi đấu của huyện Hoài Đức để mua hồ sơ. Chỉ có 19 lô đất mà có đến 700 bộ hồ sơ và 400 người tham gia. Vì lượng hồ sơ đáo nhiều cho nên là các bạn biết là đáo liên tục. Nghỉ trưa đầu tí là buổi chiều đáo tiếp. Buổi chiều vẫn chưa xong, đáo lung đêm luôn. Bà con chờ đến 23 giờ tối. Để có kết quả chính thức. Những cái khoảng trống như vậy thì đói quá và mua cơm hộp và ăn luôn. Những ngày gần đây các huyện ở thành phố Hà Nội liên tục mở các phiên đấu giá đất. Và phiên nào số lượng người tham gia cũng rất là đông và cái giá trúng đấu giá rất là cao. Bình quân trước đây là 7-8 lần mà riêng ở huyện Hoài Đức lần này là lên đến 10 lần và cao nhất là 17 lần. Mình nhìn vị trí thì vị trí này có vẻ nó ngon hơn mấy cái anh kia. Tại vì nó gần đường Vành Đai 4 và nó có cái hồ một bên nữa. Và đặc biệt là nó gần sát cái khu dân cư hiện hữu. Cái giá đấu giá thì mình thấy nó cũng khá là thấp, chỉ có 7,3 triệu đồng một mét vuông thôi. Một cái giá rất là hấp dẫn cho nên các nhà đầu tư người ta đãi cái giá lên rất là cao. Giá đó ảo không thì chờ khoảng 1 tháng nữa có ai vào tiền hay là không. Nếu như các nhà đầu tư mà không vào tiền thì xem như giá đó là giá ảo rồi. Họ cố tình người ta đánh cái giá cao lên để người ta bán những cái khu đất mà họ đã mua trước đó rồi. Hoặc là người ta tạo ra một cái giá mới ngay tại khu vực địa phương đó. Để phục vụ cho cái việc kinh doanh bất động sản của họ. Thời gian sắp đến đây mình nghĩ rằng đất đấu giá sẽ là một trong những cái sản phẩm đầu tư và tạo sóng thị trường đối với đất này đó. Chứ còn đất dự án các bạn biết là hiện bây giờ chưa có ra được. Khó khăn vướng pháp lý rất là nhiều. Chưa ra được thì đất đấu giá sẽ là một trong những kênh tạo sóng. Đó, các bạn biết là mọi thứ nó bắt đầu từ thành phố Hà Nội. Từ Hà Nội rồi nó sẽ lan sang các tỉnh thành khác sau khi giá toàn bộ khu vực đó nó đánh lên một mức rất là cao và nhà đầu tư có mập người ta chốt lời xong rồi người ta ôm tiền người ta đi sang địa phương khác hoặc là thị trường khác người ta tiếp tục làm giá. Mọi cơn sóng lớn nó bắt đầu từ những cơn sóng nhỏ nhỏ trước. Chúng ta là cái nhà đầu tư thì không nên nhảy vào những cái đoạn giàu sâu lửa bỏng như thế này. Vào là dễ bị kẹt hàng lắm. Cứ để cho bà con mua bán thoải mái. Còn cần thì chúng ta đi mua đất của dân thôi. Nếu như chúng ta có nhu cầu ở thì mua đất của dân. Đất của dân mình nghĩ rằng trước đó cái giá nó khác nhưng mà bây giờ là giá cao rồi đó. Dân bây giờ họ cứ căn cứ theo cái giá trúng đấu giá là người ta sẽ đại cái giá lên cao. Nhưng mà chúng ta yên tâm, nếu như mà cái giá nó cao đột biến quá thì chúng ta phải chờ. Chờ một thời gian thì tự thị trường nó sẽ điều chỉnh
về một cái giá hợp lý thì chúng ta mua. Nhưng mà mình nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ quay lại cái giá cũ đâu. Nó có giảm nhưng mà nó tạo nên một cái làn gió mới đó. Thị trường bất động sản đất này nhìn chung là nó vẫn chưa có thực sự sôi động đâu. Lâu lâu nhà nước tổ chức những phiên đấu giá thì sân chơi của các nhà đầu tư. Chứ còn bây giờ cũng không còn cái chỗ nào mà để chơi hết. Chung cư đợt vừa rồi là đại giá lên cao, thị trường nó dừng lại rồi. Nó chuyển sang phân khúc khác. Đất nền dự án của các chủ đầu tư thì bây giờ vẫn chưa ra được, thì chỉ có đất nền của nhà nước bán ra thôi. Rồi, ngày nay có một vài thông tin cập nhật gửi đến với các bạn như vậy thôi. Bye cho các bạn ạ.